Đó chính là lỗi của chúng ta đó các em, bị kẹp vào mũi nè, không có thở được. Đó chính là chúng ta đang ăn nhựa mà chúng ta không biết. Hello, chị Kim ơi, mình chào tất cả các em ơi, các em có biết hôm nay là ngày gì hay không? Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt luôn nha, ngày 22 tháng 4. Chị Kim ơi sẽ cho các em 5 giây, các em đoán thử hôm nay là ngày gì nha. Và nhớ ghi ở dưới bình luận với các em. 1, 2, 3, 4, 5, hết giờ, các em có đoán được hay không? Ok, bây giờ chị Kimber sẽ nói cho các em biết hôm nay là ngày gì nha. Hôm nay là ngày Earth Day, có nghĩa là ngày lễ trái đất. Các em có đoán đúng hay không? Ngày lễ trái đất thì rất là quan trọng luôn á các em. Cho nên ngày hôm nay chị Kimber nhất định là phải nói cho các em nghe về ngày lễ trái đất này. Các em ơi, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào ba vấn đề chính nha. Vấn đề thứ nhất đó chính là chúng ta sẽ học một tí về ngày lễ trái đất là ngày gì, lịch sử của nó đó các em. Và thứ hai là chị Kimber sẽ nói cho các em biết những điều mà vô cùng tệ hại, những việc rất là khủng khiếp đang xảy ra xung quanh chúng ta đối với các em luôn đó mà các em có thể là không biết. Và thứ ba là chị Kimber sẽ giúp các em khắc phục cái việc này bằng một cách rất là đơn giản luôn. Ok, đầu tiên chị Kimber sẽ nói cho các em biết là cái ngày lễ trái đất nó xuất phát từ đâu nha. Nó xuất phát từ Mỹ ở tiểu bang Wisconsin, do một cái ông thống đốc tên là Nelson. Ông thống đốc này đã dành 7 năm luôn đó các em mới là chuẩn bị cho ngày lễ trái đất đầu tiên. Và cái ngày lễ trái đất đầu tiên thì có hơn 20 triệu người tham gia luôn. Nhưng mà bây giờ không còn là của Mỹ nữa, bây giờ nó đã lan tỏa ra khắp nơi trên thế giới luôn. Bây giờ có hơn 193 nước ăn mừng cái ngày lễ này đó các em. Các em có muốn tham gia ăn mừng với mọi người hay không? Ok, bây giờ chúng ta hãy đi vào vấn đề thứ hai là tại sao cái ngày lễ này nó lại quan trọng tới như vậy nha các em. Chị Kemper ơi, tại sao chúng ta phải quan tâm đến môi trường chứ? Nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình đâu? Có chứ, môi trường rất là quan trọng luôn. Bây giờ chị Kimber sẽ cho một cái ví dụ nhỏ nha, là những bạn ở gần biển đó, tại vì bây giờ nhiệt độ trái đất đang tăng dần rất là nhanh và nó làm cho mực nước biển đó các em, ví dụ như là nước biển nó đang ở đây ha, mà trái đất nóng dần lên thì mực nước biển nó sẽ tăng lên như thế này. Và những cái bạn nào mà sống ngay gần biển đó các em, nhà của những bạn này thì sẽ bị chìm ngập hết trong nước biển vào một ngày không xa. Đó, các em thấy nó có quan trọng chưa nè? Nhà của em ở nông thôn chứ không có gần biển. Yeah! Không đâu, tuy nhà của em không ở gần biển, nhà của em ở nông thôn thì cũng sẽ bị ảnh hưởng luôn. Tại vì nóng quá thì sẽ gây ra hạn hán. Hạn hán thì không có nước. Không có nước thì làm sao mà những người nông dân có thể tưới cây được, và sẽ dẫn đến là chúng ta có rất ít gạo để ăn, rất ít trái cây, nói chung là không có trồng trọt gì được nhiều tại vì hạn hán không có nước đó các em. Yay, vui quá, vậy là mình được rồi. Nhà mình ở thành phố cho nên không có sợ bị hạn hán, cũng không có sợ bị nước biển dâng cao lên là mất nhà. Yay! Không đâu nha, những bạn ở thành phố thì cũng sẽ bị ảnh hưởng theo luôn. Khi mà những người nông dân không thể trồng cây được, ví dụ như hồi đó trồng được rất là nhiều lúa, có được rất là nhiều gạo, bây giờ thì chỉ có một tí gạo thôi, cho nên giá gạo sẽ tăng lên. Và những bạn ở khắp mọi nơi, ở thành phố nữa, thay vì chúng ta ra ngoài mua một dĩa cơm gà chỉ có ví dụ 20 ngàn thôi, nhưng mà bây giờ giá gạo nó tăng lên, rồi rau nó cũng tăng lên, trái cây cũng tăng lên, cái gì cũng tăng lên hết. Một dĩa cơm sườn thay vì 20 ngàn mà bây giờ nó sẽ tăng lên thành 60 ngàn, có thể 80 ngàn, có thể 100 ngàn luôn. Trời ơi, lúc đó rất là khốn khó luôn á các em. Chúng ta sẽ không có đủ tiền để mua đồ chơi nè, không có đủ tiền để mua đồ mặc hay là make up hay là cái gì cả. Chúng ta không còn tiền, chỉ còn tiền để ăn thôi. Tiền không có mà ăn nữa các em. Đó, các em thấy ghê chưa? Nó không chỉ ảnh hưởng tới một số bạn mà nó ảnh hưởng tới rất là nhiều người, còn ảnh hưởng cả tới động vật nữa các em. Các em có biết những cái con gấu Bắc Cực mà sống ở ngay những cái tảng băng đó các em? Bây giờ những tảng băng đó bị tan ra, những chú gấu Bắc Cực với lại những cái chú chim cánh cụt không có nhà để ở luôn. Ghê, rất là buồn luôn á các em. Cái đó ở tận Bắc Cực, xa quá, những con vật đó làm gì liên quan tới mình chứ? Không phải vậy đâu, nó ảnh hưởng nhiều lắm. Bây giờ chị Kimber sẽ cho một ví dụ mà nó ảnh hưởng trực tiếp
Nó đang xảy ra ngay bây giờ ở trong cơ thể của chúng ta luôn. Đó chính là chúng ta đang ăn nhựa mà chúng ta không biết. Các em biết không, bây giờ ở biển có rất là nhiều rác luôn, ghê lắm các em. Đó, các em nhìn hình thì sẽ thấy nha. Và lý do tại sao? Tại vì con người chúng ta xả rác đó. Nhưng mà rác ở biển mà có liên quan gì tới mình chứ? Có chứ, nó ảnh hưởng trực tiếp tới chúng ta luôn đó. Các em có biết là khi mà chúng ta xả rác ở những cái ly nhựa nè, ống hút nhựa nè, bao nhựa nè, khi mà nó xuống biển đó các em, nó sẽ hòa tan vào trong cái nước biển, và khi cái nước này bốc hơi lên thì nó sẽ thành mưa và nó sẽ đổ xuống đất, đổ xuống sông, xuống suối, rồi xuống xuống giếng này nọ, và những cái nước đó chúng ta sẽ bơm lên và chúng ta uống mỗi ngày đó các em. Thôi ghê quá đi, vậy là chúng ta đang uống nhựa mỗi ngày à? Dạ đúng rồi đó các em, bây giờ thì chúng ta đang uống nhựa trong nước mỗi ngày, không ít thì nhiều đó các em, và về lâu dài thì chúng ta sẽ bị bệnh đó. Chưa hết đâu nha các em biết những cái bao nhựa mà nó trôi ở trên biển á, những con cá không có biết rồi ăn cái bao nhựa đó vào, rồi ở trong mình sẽ có nhựa, và khi chúng ta ăn cá, ăn tôm, ăn những cái đồ hải sản thì chúng ta sẽ ăn nhựa một cách gián tiếp luôn từ con cá đó. Các em có thấy hình cái chú cá voi này hay không? Người ta tìm thấy chú cá voi này tháng trước đó các em. Chú cá voi này chết là tại vì ở trong bụng có quá nhiều rác, quá trời rác luôn các em. Mà chú cá voi này còn đang mang thai một chú cá voi con nữa, và chú cá voi con cũng chết theo luôn. Chưa hết đâu các em, còn chú rùa này nữa. Chú rùa này thì bị một cái ống hút nhựa các em, bị kẹp vào mũi nè, không có thở được và phải sống đau đớn như vậy đó các em, không có lấy ra được, rất là tội nghiệp luôn. Và còn rất là nhiều những con vật khác bị dính vào bao, bị ăn phải bao, ăn phải những cái nhựa tùm lum hết, chim chóc rất là nhiều luôn á các em. Các em ơi, chị Kem nhìn những cái tấm hình này thì rất là buồn luôn. Và chị biết là hiện tại bây giờ nè, đang có rất là nhiều những động vật đang mất nhà cửa nè, đang bị đau đớn như vậy mà chúng ta xả rác thì đó chính là lỗi của chúng ta đó các em. Các em ơi, để bảo vệ những động vật đáng yêu này và để bảo vệ cả chúng ta nữa, người nhà của các em, cha mẹ, anh chị, và nếu mà các em có con nữa thì chúng ta bảo vệ luôn con của chúng ta bằng một cách rất là đơn giản luôn, đó chính là không bao giờ xả rác nữa. Ô chị Kimber quên nói nữa, những bạn nào mà không có ở gần biển mà nói là chúng ta đang sống ở thành phố mà làm sao mà những cái rác này nó có thể ra biển được, nó có thể ra biển đó các em, tại vì gió nó có thể thổi ra biển nè, gió nó sẽ cuốn vào trong những cái cống, và những cái cống đó nó sẽ dẫn đi ra sông và ra biển đó các em. Đó, các em thấy việc bảo vệ môi trường thì rất là đơn giản luôn. Chỉ cần chúng ta không xả rác thôi. Nếu mà các em đi đâu chơi mà có lỡ cầm những cái bao nhựa hay là những cái gì mà chúng ta ăn xong á, thì nếu mà không có thùng rác thì chúng ta không có nên vứt bừa bãi. Chúng ta cầm về nhà rồi cho vào thùng rác cũng được. Các em thấy việc bảo vệ môi trường có dễ không nè? Chúng ta chỉ cần là không xả rác nữa, và chị Kimber chắc chắn là các em có thể làm được. Chúng ta sẽ chung tay trở thành những chiến binh để bảo vệ trái đất này ha. Các em ơi, trước khi mà chị Kimber kết thúc cái video này thì chị Kimber muốn cho các em một thử thách, đó chính là trong năm nay các em không xả rác, không không có một cái bao nhựa, không có một cái ống hút nào ở dưới đường luôn, hay là ở bất cứ nơi nào, nói chung là không xả rác. Các em có làm được hay không? Nếu có thì nhớ nói cho chị Kimber biết nha. Ok, chị Kimber cảm ơn các em rất là nhiều đã xem cái video này của chị Kimber, và các em đừng quên chia sẻ với những bạn khác để chúng ta có thật là nhiều người chung tay để bảo vệ trái đất này nha. Còn bây giờ thì tạm biệt các em và yêu các em rất là nhiều. Bye bye.